kênh của mình nhá. Các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay thì mình tiếp tục có một thử thách nữa dành cho yêu các bạn nhá. Hiện tại thì Lan có 10 đĩa thịt heo mớ xào bí tiên các bạn, với 5 bát cơm và một tô canh. Và hiện tại thì mình sẽ cho yêu ăn trong vòng 20 phút các bạn nhá. Và nếu mà yêu ăn hết được thì mình sẽ có phần thưởng, đó là 3 triệu. Rồi, yêu gió luật chơi chưa? Gió luật chơi. Rồi, chắc là mình không phải phổ biến thêm nữa các bạn. Và mọi người nếu mà thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình các bạn nhé. Và cùng dự đoán xem được yêu có ăn hết không. Thì mình đã chuẩn bị sẵn đồng hồ rồi các bạn. 20 phút đây rồi nhá. Như mọi khi nhá. Nếu mà không ăn hết được trong vòng 20 phút thì coi như là không được gì nhá. Bắt buộc. Ừ, đúng rồi, bắt cái này là bắt buộc phải ăn hết đấy. Rồi, mình đã chuẩn bị sẵn đồng hồ các bạn. Rồi, mọi người cùng ai cổ vũ cho yêu nhá. Chuẩn bị chưa? Rồi, chuẩn bị. Bắt đầu. Mời tất cả các bạn. Rồi, thời gian bắt đầu tính nhá. Rồi, tốc độ thế nào? 2 phút rồi. Yêu cần phải ăn nhanh hơn nữa các bạn. Thank you.
gần 8 phút rồi các bạn. Hiện tại là hết 5 bát cơm rồi các bạn nhé. Bình thường thì ăn 5 bát cơm này là quá no rồi. Bây giờ còn 5 đĩa thịt heo xào các bạn. Có lên thời gian gần được nửa. Rồi. Thank you.
7 phút nữa dành cho hai đĩa thịt heo xào bí các bạn nhé. Riêng phần thịt của nó là nhai khó nhai các bạn, nhai thịt này. Rồi một đĩa nữa, 5 phút cho một đĩa các bạn. Hơn 15 phút rồi. Một đĩa, đĩa có ăn hết không? Có khả năng là sẽ ăn hết rồi các bạn ạ. Còn hẳn là 5 phút nữa. Thịt lợn này hơi khó nhai. Mọi hết cả mồm rồi. Rồi miếng cuối cùng các bạn. Vậy là 17 phút các bạn nhé, yêu nó hoàn thành ăn 10 đĩa thịt heo mỡ xào ví tiên các bạn với 5 bát cơm, quá tuyệt vời luôn. Rồi hôm nay thì hoàn thành nhanh hơn các bạn ạ. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Mình cũng xin cảm ơn mọi người đã bất chút thời gian quan tâm ủng hộ video của mình. Mà mọi người thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình các bạn nhé. Và muốn yêu và bài riêng
mọi người trong video của mình ăn món gì thì mọi người để lại bình luận phía dưới các bạn nhé. Còn bây giờ thì video của mình cũng xin tạm dừng ở đây các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Chào tất cả các bạn nha.